Biết mà. Đưa đấy là đi. Các bún dở hơi đi giật lại là cái gì? Chọc sâu. Chọc sâu ra. Đúng rồi. Mà vì vậy thôi, người ta vẫn đến, người ta đấy thì người ta kêu rồi đấy. Đây là trận thiếu thứ 5 giữa hai vận động viên Bùi Việt Long và Việt Hưng Nghiên. Xin chào bạn Đoàn Bá Tuấn Anh. Hôm nay bạn đi chơi người yêu hay sao không thấy ra cổ vũ thi đấu giải? Tỷ số là 5-6 rồi. Long hiện tại đang thi đấu một trận 5 khá là tâm lý. Chị nhớ lại. Đánh đi. 6 đều rồi. Trong trận đấu này thì anh Việt Hưng Nghiên sẽ chấp Long với 2 quả. Tấn công tốt. Long bắt đầu bắt nhịp lại thế trận rồi. 6-7. Em xin hỏi mọi người có xem được cái trận này không ạ? Thưa anh em Mai Văn Đam, Tuân và Hiệp thì hai vận động viên không cùng chung dòng máu đâu ạ. Một người thì ở Hà Nội, một người thì ở Hải Dương ạ. Thưa anh Công Quân thì hiện tại ở Việt Nam em vẫn chưa tìm thấy ai đánh bóng Tuân dễ cả. Tuân hiện tại vẫn đang là vô địch Việt Nam. À, năm nay là Á quân rồi. Với 4 bạc. Nhưng mà lại vô địch SEA Games, vô địch Đông Nam Á. Mọi người cho em hỏi là có xem được like của Hỏa Châu Bóng Bàn không ạ? Dạ em cảm ơn anh Đức Vũ ạ. 90 rồi. Điểm số game point thứ 2 dành cho anh Việt Hưng Yên. Em cảm ơn anh Phong. Ván đấu đầu tiên đã dành 2.
không ba rồi. Không. Trong loạt trận đầu tiên thì Bùi Việt Long đã thắng Nguyễn Đức Tuân với tỷ số 3-2-19 trong ván 5. Và trận thứ hai Đăng Hiệp đã thắng anh Việt Hưng Yên với tỷ số 3-0. Và nhanh lắm, đánh toàn 11-6-17. Sau đó thì đội anh Quang Cờ đã gỡ lại được hai trận. Là trận đôi và trận thứ tư là Tuân thắng Hiệp. Đến trận thứ 5 này là trận quyết định xem đội nào sẽ vào chung kết. Thì đội anh Quang Cờ đang đội anh Quang Cờ đang dẫn ván đầu tiên với tỷ số 1-0. 5-1 rồi. Tình huống giật lỗi của Việt Long. Một tình huống gò lỗi rồi. Thưa bạn Vicen thì đây là live, không phải là phát lại của SEA Games đâu ạ. Nếu mà Việt Long chịu khó sụp sâu phòng thủ liên tục 2-3 quả thì anh Việt sẽ tự đánh hỏng thôi. Anh Việt đánh tấn công không bền. Thưa anh Tống Xuân Lợi, không phải anh Tuấn bỏ đó, mà là anh không có cảm giác để thi đấu, thế nên là anh thua trận đấu đấy nhanh thôi ạ. Thưa anh Trần Sinh Đôi là đồng đội của Huy có thi đấu đồng đội, thế nhưng mà chưa kịp vào đánh trận đơn nào thì đội đã bị loại. Và là chính buổi sáng ngày hôm nay đội của Huy là thua đội của Tuân. Hai tình huống đánh lỗi liên tiếp của Việt Long rồi. Cố gắng tăng độ chuẩn xác lên một tí nữa. Quá hay, một tình huống chủ động để rất đứng thẳng, rất tốt của anh Việt Hưng Yên. Mất tiền rồi, mất tiền ấy mà đéo được cái giải gì là mất tiền. Một tình huống giật hỏng nữa của anh Việt rồi. Hai tình huống dài liên tiếp và anh Việt giật hỏng. May mắn dành cho anh Việt Hưng Yên rồi. 6-9. Rất tốt, một tình huống giật tăng xoáy cực kỳ hay. 16 rồi. Em xin chào mọi người. Mười một bảy trong ván điệu. 3-0 rồi, một tình huống moi cao là ăn đấm ngay. Đã có sự tự tin dành cho vận động viên Việt Long. Đúng rồi anh ơi. 4-0 rồi, một tình huống giật lại cực kỳ tốt của Việt Long. Tục là tình huống chọc sâu nặng sang phải để anh Việt giật. 0-5.
đến giờ này thì rất khó để có thể tấn công tốt được nữa rồi. 6-0, hai tình huống giật sợi xuống hỏng liên tiếp của vận động viên Việt Hưng Yên. Một ván thi đấu có khởi đầu tốt dành cho Việt Long. Và anh ta giao hỏng trực tiếp luôn. Tình huống giật phải lại cực kỳ tốt của Việt Long, mang điểm số thứ 7 về cho anh. 1-7 thôi. 1-8. Ván điều thứ 3 này thuận lợi hơn rất nhiều cho Long rồi. Anh ta đã tự tin và nhanh nhẹn lên để tấn công rồi. 9-1. Xin chào Minh Hiếu CPN nha. Rất cả trái lại. Một tình huống tốc độ nhanh của Việt Long. 11 rồi. Đánh quá hay. Và vận động viên Việt giật hỏng nữa rồi. 0-3. Tôi nghe Tuấn Phong Thủy là em với cả anh Tuấn là đã bị loại ở vòng tứ kết rồi ạ. Một tình huống giao bóng bon thì phải. Một rồi. Cứ ra xoay xuống là anh Việt anh không biết làm gì cả. Moi lên thì bị đấm mới giật lại. Cuối cùng thì anh Việt đã có giải pháp là xoay trái gò dài để phòng thủ thôi. Một tình huống ngon mà Tòng đã tự đánh hỏng. Dạ vâng ạ, đây là trận bán kết ạ. Hai trận bán kết đang thi đấu trên hai bàn. Bốn đều rồi. Của Việt Long trong ván thi đấu này liên tiếp là những tình huống tấn công hỏng. Lốp cực kỳ hay của anh Việt Hưng Yên. Cuối cùng thì Việt Long vẫn giành điểm. Anh Việt đã chuyển sang chiến thuật là bợ lên xong lùi ra lốp rồi. Chắc chắn đây là chiến thuật anh ấy sẽ thực hiện liên tục trong ván thi đấu này. Một tình huống giật đầu lưới ra ngoài của Long. Long phải chịu khó đứng hai bên nhiều hơn một tí nữa. 5-7 rồi.
6-7, một tình huống chủ động phi dài đường thẳng của Việt Long. Chặn lỗi rồi. Tham, một tình huống tham khó rồi. Theo như em nghĩ thì tình huống ấy chỉ cần chặn nhẹ vào bên trái là có thể tấn công được rồi. May mắn dành cho Việt Long. 8-7 rồi. Một tình huống cực kỳ thông minh của anh Việt Hưng Yên. 7-9 rồi, có lẽ nào trận đấu này sẽ phải đến ván thiêu thứ 5. Một trận bán kết trong mơ. Mười một bảy dành cho anh Việt Thức. Điểm số đầu tiên trong ván thiêu thứ 5 này đã dành cho anh Việt Thức Yên. 2-1. 1-3 rồi. Việt Long phải quyết tâm hơn nữa. Chỉ còn một ván thiêu cuối cùng để quyết định xem đội nào sẽ là đội vào chung kết. Một bốn rồi. Anh Việt cũng không dám giật nhiều mà chỉ có tăng quả đầu lên rồi về phòng thủ. Long phải chịu khó đánh sát bàn lên để tấn công thôi. 5-1. Quả đúng là anh Việt không thể tấn công được 2-3 quả phải liên tục rồi. 5 điểm dành cho anh Việt vào thời điểm này thì anh Việt Hưng Yên sẽ chắc chắn chọn lối chơi phòng thủ nhiều hơn. Việt Long phải xử lý tình huống khôn khéo hơn một tí nữa. 3-5, hai tình huống cầm ra bóng thua điểm của Long rồi. Trận đấu vẫn còn đang rất căng thẳng. Vẫn chưa thể biết được đội nào sẽ là đội giành chiến thắng. Quá căng thẳng. 1 tình huống giật hỏng của anh Việt Hưng Yên rồi. Sau khi giao lồng ra thì đã giật bẻ điểm rơi quá khó. 3-6. Đổi bên rồi. Đi lên. Một tình huống giật phải cực kỳ dứt khoát và uy lực của Việt Long. Trong những tình huống đấy thì rất khó để có thể có điểm được dành cho anh Việt. Hiện tại thì theo em Long sẽ bám sát bàn, bấm dài sang phải cho anh Việt giật lên và di tiếp tình huống nữa vào phải sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn những tình huống đỡ giao bóng thì mạnh dạn cắm sâu, cắm sâu hai góc cũng được. Sau đó thì quả đầu mà người ta gọi lại thì giật tăng xoáy lên và chọn bóng kết thúc.
Còn anh Việt thì sẽ cố gắng đưa về những tình huống lốp để anh Việt đua nhiều bóng hơn, chuẩn hơn, bền hơn thì sẽ gây tâm lý khó chịu dành cho Việt Long, dẫn đến vận động viên Việt Long sẽ tự hỏng. Đó là chiến thuật của hai vận động viên thi đấu trong thời gian sắp tới. Em đoán sẽ là như vậy. Tám ba rồi, phi thẳng dài phải. Một tình huống tì bon ngay lập tức. Bon theo tình huống là không thể cản phá. Ba mười rồi, match point dành cho Long. Long có 7 match point. Kết thúc trận đấu, vận động viên Việt Long đã